Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay mình có mặt ở nhà anh Bố Đỏ Coi Thỏ. Anh ý hiện tại đang là một người xỉ lẻ cám của cho cá mà mình biết. Và anh cũng nắm được một vài cái kiến thức sử dụng cám ấy. Thì anh sau đây anh ấy sẽ chia sẻ. Rồi anh có thể kể tên các loại cám đây được không? Ở đây thì mình cung cấp một số loại cám mà nó cũng khá phổ biến cho dòng 7 màu cũng như là beta. Cũng có một số loại có cảnh khác có thể dùng được. Về cám thái thì có hai cái loại mà mình thấy khá thông dụng hiện tại là cám Inve 3.5. Inve 3.5 này thì là một bao nguyên cân, nó là bao 3 cân như này. Nó là công dụng của nó là dành cho dòng cá trưởng thành. Ngoài ra thì cũng là về cám thái thì nó cũng có một dòng loại cám nữa là cũng là của NLD của Thái Lan là cám Inve 2/3, một bao nó được đóng gói bao bì là 1 cân như vậy. NLD 2/3. Đó. Còn về trong cái dòng cám thái thì mình cũng có một cái loại cám nó khá là phổ biến cho các bạn cá vàng thì chắc đã nuôi thì đã biết rồi, đó là một loại cá đến từ trại NK Farm. Và hạt của NK Farm này là dạng hạt khá to như vậy, nhưng mà về đến tay mình thì mình đã qua sơ chế, đó là mở cái bao bì này ra và chiết nó, xay nhỏ nó ra thành một dạng hạt mịn như này, mịn như vậy để có thể giúp cho cá bảy màu có thể ăn tốt hơn. Đó. Một bao của NK Farm này có trọng lượng tính là khoảng 1 cân, là 1 cân. Và ngoài ra vào hết dòng cá về cám thái thì cơ bản là như vậy. Còn chuyển sang về cám về của Nhật thì mình cũng có hai dòng, đó là cho cá con và cá to. Cho cá bột, cá bột thì nó có là dòng cám B1. Là một bao B1 nguyên cân như vậy, nguyên bao như vậy là có trọng lượng khoảng là 2 cân. Thì mình cũng đóng ra các cái lọ nhỏ hơn như này, đấy hạt nó như vậy này. Tí nữa mình sẽ chi tiết đổ từng loại hạt ra cho các bạn xem rõ hơn. Thì cám B1 thì nó sẽ dành cho cá bột. Nó cũng tương tự như Thái thôi, nó cũng có loại cho cá bột, cho cá lớn. Còn về cho cá lớn của cám Nhật thì mình có dòng cám B2. B2 thì khá nổi tiếng rồi. Nó là thức ăn là cực tốt cho guppy. Thì nó cũng có trọng lượng là 2 cân một bao. Một bao 2 cân. Cũng là đúng rồi, 2 cân một bao. Về Nhật thì nó có cả một dòng cám nữa, nó không phải trong hãng của B1 B2 này mà là cám V0. Nó nổi tiếng với việc là nó hạn rất mịn. Mịn rất mịn cho cá bột. Để cho cá bột có thể hấp thụ ăn được này. Và thứ hai nữa là nó có một cái công dụng khá nổi tiếng, đó là chứa một loại liều thuốc, như một liều thuốc tiêu hóa hàng ngày cho cá để có thể hấp thụ tốt hơn. Đó. Còn ngoài ra những cái dòng cám, các dòng cám thì mình cũng có thể cho ăn kèm các loại như tảo viên của Nhật. Tảo này để tăng cái sắc tố cho cá. Nếu bạn nào mà nuôi cá trong nhà thì cũng thi thoảng nên cho ăn một viên, nó không có ánh sáng mặt trời thì nên cho ăn tạm một tuần một vài viên gì đó. Một cái lọ này thì có khoảng 2.400 viên, có lọ thì sẽ là 2.200 viên. Có hai loại, một loại 2.200 viên một lọ này, một lọ là 2.400 viên, nhưng mà không ai mua nhiều đấy cả, nên là mình cũng chia ra những lọ 100 viên và 200 viên như vậy. Thì ngoài ra thì những cái đấy là đồ ăn khô, còn những cái về thực phẩm tươi thì mình nổi tiếng của cái việc này là hai cái lọ Artemia lon xanh của Trung Quốc và Artemia lon đỏ cũng của Trung Quốc. Hai loại này thì có giá thành không chênh nhau là mấy, nó có hàm lượng đạm rất cao. Nếu để muốn sử dụng cái này thì
phải có một bộ ấp nở khá cơ dễ thôi, và bạn có thể nhìn chuyển sang đây là hai bình ấp nở Artemia, và sau đó thì bạn có thể thu hoạch những cái chú Artemia rất nhỏ để cho cá bột ăn trong cái giai đoạn là mới sinh đến lúc trưởng thành cá lớn rất nhanh. Và khuyến báo các bạn là ăn những cái này thịt là nên cũng nên ăn kèm với V0, nhiều đạm lắm nên là cần phải có một chút này để tiêu hóa cho tốt. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái kinh nghiệm cá nhân của mình cũng như là những cái hiểu biết cá nhân của mình về cái phần các cái loại cám dành cho cá bột từ 3 đến 15 ngày tuổi. Từ 1 đến 3 ngày tuổi thì chúng có cá màu, có thể chưa cần sử dụng thức ăn. Thì đây mình nói về cám khô, thì mình nhớ nhé các bạn nhé, đây là cám khô, chứ còn có rất nhiều loại cám tươi thì mình sẽ chia sẻ sau được thức ăn tươi. Còn đây cám khô thì đầu tiên mình sẽ nói về B1. B1 là loại cám Nhật. Cám Nhật này thì đây là cái bao này, một bao nguyên cân là 2 cân, đây mình đã nói rồi. Thì cám Nhật B1 này thì có một cái kích thước hạt khá mịn, rất là mịn. Kích thước hạt rất là mịn này, và cái hàm lượng chất dinh dưỡng từ của B1 thì nó chiếm lượng đạm lên đến 5%, và lượng chất béo chiếm tới 10%. 50% đúng không anh? 50% cho lượng đạm của B1, và lượng cung cấp canxi cho cá là khoảng 2,3%, chiếm thành phần 2,3%. Những cái nguyên liệu để làm nên được cái lượng đạm của cái B1 này thì là từ mực ống này, các cái loại chất đạm từ thủy sản, rất nhiều thứ bổ dưỡng cho cá ubi. Một lọ này là trọng lượng bao nhiêu bán? Một lọ khi chiết nhỏ ra thành 50g là có giá là 75.000 cho một lọ B1 50g. Một lọ 100g thì có giá là 140.000. Anh có bán xỉ lẻ gì không? Về mình có bán xỉ một bao B1 2 cân. Các bạn nào giá xỉ thì có thể inbox, mình có thể khẳng định với các bạn là B1 là B1 hàng Nhật và bao giá thị trường. Ok, nếu bạn nào có nhu cầu mua xỉ cám hay các loại cám khác thì liên hệ anh ấy nhá. Anh ấy có bán lẻ và bán xỉ luôn, bao giá thị trường luôn. Khủng bố quá. Ok, anh chuyển sang cái loại khác. Tiếp theo thì vẫn là trong cái quá trình nuôi cá bột thì cũng có một những cái loại cám khác rất phong phú, mà một trong cái loại cám mà nó cũng khá nổi tiếng với cả các người chơi cá bể màu như beta, đấy là loại cám Inve NRD. NRD mà đây là cho loại cá bột là NRD 2/3. Thì nhìn vào đây thì về cái hàm lượng chất dinh dưỡng ở trong cám Inve này 2/3 này nó còn lớn hơn cả B2 nữa. Hàm lượng đạm lên tới 55% so với cả B1 chỉ có là 50% thôi. Nhưng lượng chất béo trong này chỉ chiếm 9%. Cái hạt cám của Inve 2/3 thì nó cũng khá là mịn. Có thể so sánh luôn. Đây mình sẽ lấy một lọ 2/3. Đây. Chúng ta hãy cùng so sánh hai cái loại này. Bên trái ấy, là cám Inve 2/3 dành cho cá bột, của bên này là cám B1. Kích thước hạt gần như là không có sự khác biệt cho lắm, nhưng mà cảm giác cám B1 là có sự mịn màng hơn. Cách cho ăn của hai loại cho của cám B1 cũng như cám Inve 2/3 này thì tốt nhất là mọi người nên cho ăn một lượng vừa phải thôi, và cách cho ăn là có thể thả nổi trên mặt nước với một lượng vừa phải để cho cá ăn hết rồi vẫn tiếp tục cho vào. Còn, Inve 2/3 này thì cũng có lọ 50g, được làm đóng nhỏ ra lọ 50g với giá là
59.000 đồng 50g và 110.000 đồng cho một lọ 100g. Và đương nhiên cũng có giá xỉ cho bạn nào mua buôn. Từ khối mua buôn đây okay. Rất rẻ. Ngoài ra thì trong cùng với cái những dòng cám hạt mịn thì cũng có so thể so sánh thêm một loại cám nữa đến từ Nhật Bản. Thì đây là cám Nhật V0. Thì một lọ này là lọ mình đang dùng, một lọ nhỏ thì là 40g. Một lọ to là 80g. V0 này thì hạt rất là mịn, mịn nhất trong các loại luôn. Đây, chúng ta có thể so sánh. Mịn thật các bạn, loại này mịn nhất luôn. Rất là mịn. Mịn còn hơn cả bột nữa. Cái này thì sặn sặn hơn một tí. Còn này là sặn nhất bạn ạ. Cái màu cái V0 này là mịn nhất này, khả năng là dùng cho cá bột. Và như thấy anh ấy nói là có cả hỗ trợ men tiêu hóa ấy, để cho con cá nó tiêu hóa tốt hơn. Giai đoạn là nó có lượng đạm cũng không tồi. Nó lên đến 52%, nó ở giữa cái INV23 55% và B1 50%. Nó có được tổng hợp từ gồm những kháng sinh, gồm vitamin này, men tiêu hóa cho cá, rất lợi cho đường ruột và giúp cá tăng cường cái khả năng đề kháng. Kể cả lúc có thể cả lúc phục hồi sức khỏe cho cá khi bị stress hay ốm. Rồi cái loại này thì loại to, loại nhỏ này thì mới có giá bán lẻ là 40.000 đồng một lọ 40g. Một lọ nhỏ 40g, một lọ to kia bao nhiêu anh? To này là 80g và 60.000 đồng. 80g và 60.000 đồng. Ok ok. Đây, mọi người cân nhắc để có thể lựa chọn cho mình cho một cái sản phẩm cho cá bột. Giai đoạn là từ 3 tháng là mình cho cái này. 3 ngày. 3 ngày đầu chúng ta. Sau 3 ngày đầu đúng không? Sau 3 ngày, từ 3 ngày đến có thể kéo dài đến 30 ngày, 1 tháng tuổi thì mình có thể cho ăn lại cá này thì cá con thể bắt đầu hấp thụ được. Ok. Ba cái loại này đều là cho cá con từ giai đoạn từ 3 ngày đến 30 ngày cho các bạn. Có thể chúng ta có thể nên có một loại nữa, mà có một cách cho ăn nữa, tất cả đều có thể. Tốt nhất là các bạn nên thả thật ít và để theo dõi cá ăn hết đã thả tiếp. Và thứ hai là bạn có thể cách cho ăn là bạn có thể trộn cái B2 với V0 hoặc là in V2/3 với cả V0. Cách cho ăn này cũng khá phổ biến. Nếu mà các bạn có điều kiện mua cái tảo bột nữa thì cũng nên trộn vào thì rất là tốt. Tiếp theo là cái quá trình mà chúng ta nuôi cá từ ngoài 30 ngày tuổi đến khi trưởng thành thì cũng có rất nhiều các loại cám. Và cũng ở đây mình cũng có cung cấp một số những loại cám cũng tương tự như các dòng cá bột như là từ Nhật, Thái Lan. Thì chúng ta cũng bắt đầu từ việc là từ Nhật Bủm, Nhật Bản. Và chúng ta có dòng cám B2. Đây một bao B2, mẫu mã từ Nhật Bản thì nó như này, nó nói là 2 cân. Như vậy thì trên bao bì nó không có được cái thông tin gì về sản phẩm đâu. Nhưng mà quá trình tìm hiểu thì cái lượng B2 này thì nó, như vậy mình cũng chia sẻ từ B1, nó có hàm lượng hạt cám khá là cũng phù hợp cho cá nhỡ vừa và nhỏ, cũng như vừa cũng là trưởng thành. Hạt cám hàm lượng gần như là như cấu thành gần như là như B1, nhưng mà hạt cám có kích thước to hơn so với cả hàm B1. Theo như em nhìn nhận nhanh ạ thì em thấy cám này nhỏ nhất này. Cái này to hơn một tí này, cái này to hơn một tí và cái này bắt đầu là to hẳn rồi các bạn. Để mọi người có thể sờ được và nó không phải là mịn nữa. So sánh rõ thì mình cũng có một cái này có thể cho mọi người nhìn rõ hơn một chút. Đây đâu, cái gì anh? Đây, không được đơn giản thôi, mình sẽ ghi thế này. Đây, cám 2/3 B1 B0. Đây là cám B2. Rồi. Okay, đấy đẹp luôn. Để mọi người có thể nhìn rõ hơn. Rất dễ. Đấy, nhìn rõ, đây là INV23.
Ok, mọi người nhìn rõ nha. Cái tay như đánh sóc đĩa. Ừ, đánh sóc đĩa luôn. Ok. Đầu xuân mất hơi nhiều tiền rồi. Tiếp theo là đến một dòng cá chia sẻ là cái B2 này mình bán với giá 68.000. 68.000 cho một lọ 50g. Và số điện thoại đây nhanh nhé. Số điện thoại đây, mọi người liên hệ. 0968620519. Một lọ 100g thì có giá là 130.000. Đương nhiên là những cái dòng cám nhật thì các bạn có thể liên hệ để lấy giá buôn nhé. Chụp xong. Ok. Tiếp theo là một dòng cám cho cá trưởng thành nữa, là dòng cám Inver 3/5. Inver 3/5 này là nó cùng với hãng LRD của Inver 2/3 kia, nhưng mà hàm lượng cái này chất đạm của cái này được cũng tương tự như Inver 2/3. Nó được làm từ đạm động vật biển, bột ngũ cốc, đạm thực vật, tả cũng như là các men chống oxy hóa. Mình sẽ lấy ra để các bạn xem cái kích cỡ của hạt nó đúng như vậy. Nó cũng có để riêng ra này. Kích cỡ hạt in về 3/5 đây. Nó to hơn B2 một tí các bạn ạ. Nó to hơn. Nếu các bạn nhìn kỹ nó sẽ to hơn một tí nữa. Mình sẽ chụp ảnh lại cho các bạn thể nhìn rõ hơn. Trong cái quá trình phát triển của cá thì cũng V0, cám V0 này thì cũng mọi người cũng nên cho ăn đính kèm thường xuyên, để vì nó có cái lượng chất men tiêu hóa ổn định, giúp cho cá có khả năng tiêu hóa tốt và tăng cường sức khỏe. Và ngoài ra trong những cái loại cám này khá phổ biến này thì mọi người có điều kiện thì có thể là ăn kèm với cả một loại cám nữa rất nổi tiếng trong việc nuôi cá vàng, đó là cám NK Farm. Đây, một lọ được một gói NK Farm đây. Đóng một bao là 1 cân. Như vậy này. Thì nó là có dạng hạt to như vậy, mình chia sẻ nó như vậy. Nhưng mà khi mà về đây thì bên mình cũng đã xay ra một lượng loại hạt như này, khá là mịn. Để bây giờ mình xem cái NK Farm là thế nào. NK Farm cũng rất là mịn, nó kích thước của nó sẽ rơi ở giữa cái đoạn là giữa hai cái B1, B2 và giữa cái 2/3 và cái 3/5 này. Lượng đạm của nó rất tốt, rất ổn. Cái này NK Farm này nó có khả năng kích màu rất tốt cho cá trưởng thành. Ok, sau video clip này mình mong là các bạn có thể tìm được địa chỉ bán cám cũng như là hiểu hơn về một số loại cám nha. Anh ấy có ship COD cũng như là ship bán xỉ lẻ, cả Ater các thứ nữa. Rồi bộ dụng cụ ấp Ater và khâu đồ và cũng như là các cái filler về nhiệt độ lồng ấp. Cảm ơn các bạn, nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì vui lòng nhấn like là subscribe nhé. Link của anh, link Facebook của anh ý mình sẽ để bên dưới mô tả. Cảm ơn các bạn.